Pep Guardiola nói thẳng về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã lên tiếng về tương lai của mình tại Man City, đồng thời chia sẻ về khả năng dẫn dắt đội tuyển Anh. Pep Guardiola vừa đề cập tới tương lai. Huấn luyện viên Pep Guardiola, người đã đạt được nhiều thành công kể từ khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên Man City vào năm 2016, sẽ hết hạn hợp đồng hiện tại vào cuối mùa giải này. Cựu danh thủ Manchester United, Roy Keane đã gợi ý rằng Guardiola nên trở thành huấn luyện viên tiếp theo của đội tuyển Anh. Trong khi FA vẫn chưa bổ nhiệm người kế nhiệm lâu dài cho Gareth Southgate. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về việc liệu Guardiola có tiếp tục dẫn dắt Man City hay không. Ông thầy người Tây Ban Nha càng nổi lên như ứng viên nặng ký cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh. Khi được hỏi liệu ông có quyết định trở thành huấn luyện viên tiếp theo của đội tuyển Anh hay không, Guardiola chia sẻ, điều đó không đúng. Tôi là huấn luyện viên của Man City. Tuy nhiên, Guardiola từ chối loại trừ bất cứ điều gì khi nói, tôi chưa quyết định bất cứ điều gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì thế tôi không biết. Guardiola cũng bình luận thêm về tương lai của tại Man City trong bối cảnh hiện nay. Huấn luyện viên của Man City nói, tôi vẫn cần suy ngẫm và quyết định những gì tôi muốn làm. Trong thời gian dẫn dắt Man City, Guardiola đã giành được 6 danh hiệu vô địch Premier League, Champions League, 2 FA Cup và 4 League Cup. Hiện tại, Man City đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool 1 điểm.